À, tôi Quy Tự Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi dưới biển và trước mặt tôi thì để mà tiến về phía bên dưới nơi vùng lên chết trôi dưới biển. Rồi thì tôi đang đi trên đường và tiếp tục xuống dưới biển này. Đó, đây sự linh thiêng hiện tại của vùng lên chết trôi dưới biển và rất linh thiêng. Thì trước mặt tôi là biển cả mênh mông và một ngày mới. Nơi này nó ngày nào cũng đi xuống dưới biển này, và ở nơi đây đã cho về tiền tài, rất lớn, đã cho về tiền tài đấy, 30 không bài đấy, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam, tất cả ba miền đều rực rỡ tiền tài nơi vùng lịch chết trôi dưới biển này. Thì để mà ta lại các chị ở đây, để ai có tiền tài để mà ta lại nơi vùng lịch chết trôi dưới biển này, rất ngọt, không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nơi dưới biển này. Thì tôi sẽ tiến hành về phía bên dưới. Thì ngày nào cũng đi trên đường này rất là khổ cực cũng như rất là nguy hiểm. Ở phía trước tôi rồi, thì ngày nào cũng tiền tài đem đến cho tất cả mọi người đang xem cũng như rực rỡ tiền tài đó, cũng như may mắn tiền tài. Thì ai có tiền tài để ủng hộ nhang khói cũng như củi lồng nhiều để ủng hộ tài lệ, và cũng như một ngày mới sẽ thành công hơn. Rồi, đấy. Đi trên đường như thế này không biết chỗ nào là đường này, không biết chỗ nào là đường, tất cả cứ đi và đi đi chờ tới khi nào tới nơi thôi. Này, đen không biết chỗ nào kia là cái đường để em đi. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào để em theo dõi nơi vùng trội dưới biển, tiếp tục ở dưới biển này. Đó. Ở phía trước là một màu tối, đấy, tối om. Thì ngõ này thì không biết chỗ nào là đường để mà đi cả. Rồi, quá là khô cục. Đi nơi này để tìm cái sự may mắn tiền tài cho tất cả mọi người đó. Và một con đường rất là gian nan khổ cực để tìm sự may mắn tiền tài cho tất cả mọi người đang xem ở đây. Tiền tài rực rỡ, may mắn điểm đến. Thì ở trước thôi, thì xuống dưới biển này lúc nào nghe sóng vỗ y ầm, sóng vỗ y ầm. Ôi dồi.
Thì tôi đang đi qua gần tới nơi rồi, nơi chỗ mà tôi thường đang ngồi. Rồi thì tôi đã qua phía bên đây rồi. Thì tôi đã qua phía bên đây. Và tôi sẽ review một tí nơi cái ghế vua. Rồi. Được không? Đây. Đây giống như ghế vua. Ghế vua này. Chỗ bàn thờ vẫn có này. Đây là chỗ ngồi này. Đó. Đây là một cái vua. Vua là khủng khiếp. Rồi thì ai đang xem chia sẻ và Facebook hoặc lộ và để tiếp tục một ngày mới như thế này. Ngày nào cũng nơi xuống biển này lấy sự may mắn tiền tài. Và để tiếp tục ngày mới như thế nào thì tôi đang đi tiến về phía bên dưới đây. Thì tôi đang đi gần tới nơi rồi. Đi gần tới nơi. Rồi, tôi cũng đã tới nơi chỗ này rồi. Đấy. Rất là khổ cực. Và đi đến đây. Thì nơi này, nơi vùng lùm trên trôi biển này đã cho về tiền tài rực rỡ 30.03 đấy. Từ Nam chí Bắc đều tiền tài rực rỡ 30 đó, 30.03. Quay lên thiệt, tiền tài. Rồi, nơi biển cả này thì ngày hôm nay cũng là nước cũng rất lớn, tiền tài cũng rất nhiều. Tiếp tục một ngày mới như thế này. Đấy. Kẻ chạy tung tăng ở phía trong này. Và để tiếp tục một ngày mới như thế này thì tôi đang tiến về phía bên dưới rồi. Đó. Và tiếp tục ngày hôm nay tôi đang có mặt tại này. Và dưới biển cả mênh mông bát ngát, đem đến tiền tài cho tất cả mọi người. Và cũng như ở đây rực rỡ tiền tài và vô linh chết trôi dưới biển này. Thì ngày nào cũng như thế, tiền tài đem đến rực rỡ. Nước quay lên luôn đó, nước là sự tiền tài rồi, ngày nào cũng có tiền tài ở đây. Đây phía trước là những chiếc thuyền. Nghe tiếng sóng vỗ đã ấn ấp luôn. Và tôi sẽ tiến về phía bên trong để mà đặt trộn lên hương tiếp theo một ngày mới.
nơi này đại sự linh thiêng ở đây, họ nghĩ nào cũng như thế. Rồi thì ăn cái tiền tài để mình trả lời các chị ở đây đã cho vợ tiền tài quá là tiền tài, nhưng thì ít thấy ai trả lời nơi một lần chết trôi biển này, thì điều đó tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra đó. Thì ngày mới này sẽ ra sao, tiền tài như thế nào, các chị ở đây hướng hữu như thế nào, tiếp tục một ngày mới. Thì tôi ông đã tới nơi rồi. Đấy, mũ nón vẫn còn nghi hình nghi bóng chỗ nơi này, và mũ nón này vẫn còn nghi hình nghi bóng ở đây. Thì nơi này đã cho về tiền tài ở đây một cái ghế vua và một cái đầu rồng ở phía trước tôi. Đầu rồng, đây là đầu rồng, mắt nè, miệng nè, mang sừng đó, quá là giống luôn. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ lên hướng tiếp theo, thì ở đây điều gì sẽ hiện lên, có cái gì đặc hữu chứ thế nào, thì tôi sẽ đặt đồ. Ở trong bụi này đó, ớn nhất ở trong bụi này. Và một ngày mới như thế này đó, thì chỗ này đã đem đến tiền tài, đã đem đến tiền tài cho tất cả mọi người đang xem ở đây, nơi vùng chết trôi biển. Thì ai có tiền tài 30 không bài đấy, từ Nam chí Bắc đã cho về tiền tài, quê được ở tiền tài. Thì ai có tiền tài để trả lời ủng hộ một chút nhân đèn của ít lòng nhiều trên màn hình, hoặc dưới những tin đều có Zalo, và cũng như để mà trả lời các chị ở đây phù hộ độ trì tiếp theo. Thì điều gì sẽ hiển linh ngày mai 31 tháng 7 đấy, ngày mai 31 tháng 7, và ở đây hiển linh như thế nào thì tôi sẽ đặt đồ đây. Rồi tiếp tục một ngày mới. Đấy. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình bên đây để em theo dõi và chia sẻ và Facebook hoặc Hello. Và tiếp tục nơi vùng linh trôi biển này sẽ đem đến tiền tài như thế nào, thì ai có tiền tài để mình trả lời ở đây cũng như chúc nhân đẹp và để mà hiển linh đem đến rực rỡ tiếp theo, và có cái gì đang ở đây sẽ đem đến như thế nào ngày mai.
Rồi, thì để mà tiếp tục một ngày mới à, nơi Phúc Linh chích rồi dữ liệu. Và ở dưới này, ngày nào cũng tiền tài, thành công, may mắn. Đó. Và có cái gì đang hưởng như thế nào của ngày mai, hai ngày 31 tháng 7. Và tiếp tục một ngày mới. Đây, đây thì bánh tay này rất là ưa thích. Và để tiếp tục bánh tay sữa tự nhiên bạc này thì tôi sẽ lên hương. Rồi thì đặt tôn bè đặt đồ đã xong rồi và tiếp tục một ngày mới như thế này đấy. Thì ai có tiền tài để mà tài lệ trên màn hình hoặc dưới những tin đều có Zalo cũng như để tài lệ các chị nữa này, và một ngày mới sẽ thành công rực rỡ, tiền tài đem đến cũng như ủng hộ một chuyến đi đêm ngày nào đem đến sự may mắn như thế nào. Thì tôi đang đặt đồ lên hương đã xong rồi. Thì dưới biển này ngày nào cũng tiền tài, và ở đây nước cũng đang rất lớn và tiền tài sẽ đến đỉnh. Thì một lát nữa điều gì xuất hiện ở đây đấy, tâm linh rất ở gốc để không thể đùa được ở đây, và rất linh thiêng cũng đã biết rồi. Rồi, thì tôi cũng đã đặt đồ đã xong. Thì tôi sẽ không quay trở lại. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Phật. Thì ngày hôm nay cũng có tài lệ sửa tiền nhận bạc và các vị đây đất đai diện trạch thanh văn bốn xứ bạch mã thái giám quan trầm phù lý thượng đức đất đai quyền trấn đô lộ chích trôi chích nổi chích bơm chích đạn chích đường chích xe ở dưới nước, và nước là thủy sông hải lai đồng điền ấn lai thi mộc hạ bái đại dương vua thủy đại dương mộc triều rễ dương hạ xe thi phú, và các điện tỷ cung trên ngũ dưới biển chính cung hạ bái dưới nước. Và ngày hôm nay để mà hiển đinh thì tiếp tục trứng này sẽ được lên ngày mai đó, và tiền tài cũng như đang hữu hữu thì các chị đang hữu ở đây thì trứng này sẽ đứng lên lúc nào đấy là hiển linh, và cũng như đang hữu hữu trứng giáng hiển linh thì ai tiền tài để mà tạo lại cái gì ở đây, và điều gì sẽ một ngày mới như thế này đấy, thì điều gì trứng này sẽ đứng lên lúc nào, có các chị đang thường hữu thì cho trứng này sẽ đứng lên đây ở đây. Rồi bắt đầu. Không không. Không một.
chưa đứng ở đây. Không ai. Thì ai hứa ở đây đã có tiền tài thì tài lệ của ít đồng nhiều để mà tài lệ. Không ba. Không bốn. Vẫn chưa đứng đây. Không năm. Không sáu. Vẫn chưa đứng. Và tiếp tục. Ngọn đèn này sẽ soi sáng, gần bậc thì đèn, gần đèn thì soi sáng ngày mai. Không bảy. Ngày hôm nay rất là buổi luôn. Đấy, chết đại tệ luôn. Không tám. Vẫn chưa đứng ở đây. Không chín. Số 10 thì nơi câu 9 cũng rất là linh thiêng. Mười một. Mười hai. Vẫn chưa đứng. Mười ba. Mười ba thì nhớ nơi cổ chính đã cho với tiền tài rất lớn ở nơi cổ chính. Đấy. Ai có tiền tài ở nơi cổ chính thì trả lời. Mười ba. Mười bốn. Thì có cái gì đang hưởng hữu trước ngày, trước này sẽ đứng lên. Đứng lên thì cho tôi biết ngày mai. Mười lăm. Vẫn chưa đứng này. Mười sáu. Mười bảy. Thì ai có tiền tài thì để mà ủng hộ tài lệ thì trên màn hình hoặc dưới những tin đều có để mà tài lệ các chị ở này. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía bên hình màu hồng này để em theo dõi và để tiếp tục rực rỡ như thế nào. 21. Ngày hôm nay rất lâu. Thì ngọn đèn này sẽ soi sáng và có cái gì đặng hữu thì cho anh trứng này sẽ đứng lên. 21. 22. 23. 24. 25. Thì tới lúc nào sẽ đứng lên.
sẽ đứng lên ở đây. 26. Vẫn chưa đúng. 27. Hai mươi tám. Vẫn chưa đứng. 29. Thì ngọn đèn này gương mực thì đèn, gần đèn thì số sáng hiển linh ngày mai. 30. Thì tới lúc đã 30 rồi. 31. 31. Quá trời. Đã cho vào hiện tại 31 quá trời luôn. 32. Vẫn chưa đứng ở đây. 33. Ba mươi bốn. Và tiếp tục thì có cái gì đã hữu thì trứng này sẽ đứng lên. 35. 36. 37. 37. Vẫn chưa đứng ở đây. Rất là lâu, ngày hôm nay rất là lâu. 38. 39. 39. Ôi da, bụi căng quá trời. 40. 40. Hiện tại thì 40 rồi. Vẫn chưa đứng ở đây. 41. 41. Hiện tại thì 41. Tới lúc nào sẽ đứng đây? Tiền tài và các kết gì đang hữu vẫn chưa đứng ở đây. 42. 42 rồi thì 42 để đứng rồi đấy, để tới lúc 42 để đứng tại đây. Thì ngày hôm nay cũng là trò gì biển đà hiển linh 42 42 24 đấy. Đại đứng sừng sững và nghiêng qua một bên. Đó, đại đứng sừng sững và nghiêng qua một bên luôn. 42, 24, lọc mua vi số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Thì 42, 24, thì ai cái điện tài để mà tài lệ cái gì đây? Đã hiện hiểu như thế này.
42 và 24. Đó, rực rỡ tiền tài, thành công. Thì để mà hiển linh như thế này với linh thiền, thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này để mà trả lời. Đó. Thì tâm linh không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đây. Đó. Và trứng này đã đứng nghiêng hình, nghiêng bóng, nổi ốc cục ở đây. Một hồi thầy thì đã tới lúc để cho dựng đứng lên. Rồi, quay lên thiên ở đây. Đấy. Thì ai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký màu đỏ phía bên hông này để em theo dõi. Và cũng như ai cái tiền tài để mà tại đây. Đó. Và ngày hôm nay đã đứng sừng sừng nơi vùng lưng trên trời biển này. Cũng như rất lên thiên. Thì tiền diện bạc đã cháy đấy. Và trứng này vẫn đứng nghiêng hình nghiêng bóng ở đây. Đó. Qua trời. Thì tiền tài để đến. Ai có tiền tài để mà thề lại các chị ở đây. Rất ở ngọc.